ra trên đường tới đây mình vẫn có một cái gì đó, mình cũng không có kỳ vọng quá nhiều đâu, là mình đi tới để mình tham dự một cái khóa retreat thôi. Nhưng mà sau 3 ngày thì mình nhận được rất là nhiều. Thì qua 3 ngày trực tiếp thực hành, trực tiếp học thì mình cảm thấy thay đổi, mình có những cái cách nhìn mới, những cái góc nhìn mới, những cái cách chữa lành mới mà trước đây hầu như mình không nhận ra. Mình chỉ là mình biết cái sự việc đó nhưng mình không biết gọi tên nó như thế nào. Thì qua cái khóa học rồi qua những cái lời chia sẻ của thầy, hoặc là đơn giản là những cái ví dụ thôi, thầy đưa ra những cái ví dụ nó rất là gần gũi nhưng mà nó đã chạm tới trái tim mình. Mình cũng đang có một vài cái vấn đề với một vài người mà mình cứ để như vậy âm thầm mình chịu đựng thôi. Thì bây giờ mình đã biết cách như thế nào để giải quyết, như thế nào để bày tỏ. Tới Diviner sẽ gặp đội ngũ, gặp Minh Như, gặp mọi người ở đây cũng vui, có một cái nguồn năng lượng rất là tích cực. Thì qua cái sự nhảy múa, qua cái thực tập những cái ôm, những cái nụ cười, thì bây giờ mình cũng cảm nhận được cái sự việc đó diễn ra nó giống như cái dòng chảy. Thì mình một lần mình thích nghi với nó, mình cứ uyển chuyển, mình vượt qua, thì nó cũng là một cái thiền, sự thiền. Thì mình thấy nó sẽ rất là đáng thử với các bạn trải nghiệm.